Ngọc Anh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 5 căn nhà mới nhất thuộc Hà Đông. Với cái cụm dự án này thì có một cái căn nhà mặt ngõ này, mọi người có thể nhìn thực tế xe ô tô tải có thể qua nhà. Với thông số nhà diện tích 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Đường thông, ngõ thoáng, nằm ở trên trục chính. Cụ thể vị trí của nó thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với thiết kế 5 tầng xây mới, dọn đồ về và ở ngay. Căn nhà vừa mới hoàn thiện và thiết kế xong chuẩn chỉnh, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mời quý vị vào khám phá cụ thể ngôi nhà xem căn nhà này thiết kế như thế nào. Với tầng 1 thiết kế phần cửa chính là hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Thiết kế của ngôi nhà xây mới hoàn toàn, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá tầng 1. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế xong hết chỉn chu về phần gạch lát nền, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần tầng 1 của ngôi nhà thì chủ nhà có tặng cho mình ở đây là một chiếc quạt trần đầy đủ hết, thiết bị vệ sinh, tủ bếp thiết kế xong đầy đủ, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá granite mọi người nhé. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Quan trọng nhất đó là đường to, ngõ rộng, ô tô hai xe tránh nhau trước cửa nhà, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ngoài anh đã chia sẻ và nhấn mạnh cho quý vị đường, hướng, giá em để ở dưới phần bình luận quý vị nhé. Và đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp cũng được hoàn thiện chỉnh chu xong hết rồi. Nói chung căn nhà này chỉ còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh thôi, còn lại quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh. Mặt bếp thì là ốp đá granite và xung quanh bếp thì ốp được ốp kính ốp bếp. Phụ kiện bếp đây quý vị có thể nhìn thực tế. Toàn bộ lắp đặt đầy đủ cho quý vị, hồ sơ điện, hồ sơ nước, xong xuôi, tinh tươm. Đây là cái phần để tủ lạnh quý vị nhá. Nói chung là với cái thiết kế 30m, công năng sử dụng tương đối là hợp lý, mặt tiền 3m2. Cho nên chiều dài được 9m hơn mọi người nhá. Đó, ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính thì chủ nhà lắp cho mình một vách CNC. Đồng thời ở dưới nó có phần tủ kệ. Phần toàn bộ hoàn thiện về đá cầu thang, thiết kế mặt đá cầu thang là thiết kế đá granite. Với tay vịn cầu thang thì thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên. 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với một ngôi nhà 5 tầng diện tích 30m, công năng sử dụng thì sẽ như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng phía trên. Và ngôi nhà thiết kế 5 tầng thì công năng sử dụng các phòng như sau: tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống nhau, gồm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, tầng 2 của ngôi nhà quý vị nha. Này, cửa sổ thông thoáng. Căn nhà này ưu điểm lô góc hai mặt thoáng cho nên cửa sổ mở trước và mở bên cạnh ngõ này. Đó, hệ thống sàn gỗ này, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, trần phào đều được chủ đầu tư thiết kế và lắp đặt xong hết rồi. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên trong đây thưa quý vị. Với phòng vệ sinh tương đối là rộng, đáp ứng đầy đủ công năng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Đó, ở thì ở dưới tầng 1 rồi. Còn đâu ở tất cả các phòng tầng 2, 3, 4 thiết kế phòng vệ sinh thiết kế như nhau. Quạt hút mùi, cửa sổ thông thoáng, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ đây mọi người nhé. Đó, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3, tầng 4 thiết kế giống nhau như tầng 2 thôi mọi người ạ. Với căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc. Và vị trí của nó thì gần với bến xe Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6. Xung quanh vị trí ngôi nhà này, tiện ích dân sinh, chợ trường phường trạm đầy đủ. Trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2 đều được thiết kế đầy đủ xung quanh. Chợ dân sinh rất là gần, giao thông đi lại thuận tiện. Giá bán thì cũng rất hợp lý cho một ngôi nhà đường to ngõ rộng như thế này. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Và trên phía tầng 4 thì cũng thiết kế tương tự như vậy. Vậy cho nên với ngôi nhà 5 tầng thiết kế như thế nào là phù hợp với công năng? Diện tích tuy nhỏ nhưng thiết kế được 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, tầng 1 phòng khách, phòng bếp. Và quan trọng nhất mà anh đã chia sẻ,
đường to ngõ rộng, ô tô đi qua, rất nhiều quý khách hàng mong muốn những cái nhu cầu nhà như vậy. Và sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 thiết kế một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý thưa quý vị. Và phần còn lại, sân phơi. Đây là phần sân phơi. Từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể nhìn xung quanh. Dân cư rất là đông đúc. Hàng xóm xung quanh đây mọi người ạ. Nó nằm ở trên trục chính, mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.